Xin chào các bạn, tớ là Dodo. Tớ sẽ tiết lộ một điều các bạn mong chờ đã bao lâu nay. Năm 2022 này, Reading Game chính thức cho ra mắt tính năng luyện nói. Chúng ta hãy cùng vỗ tay chúc mừng nào. Kể từ bây giờ, các bạn có thể vừa luyện đọc sách và vừa luyện nói cùng với Reading Game rồi đấy. Bây giờ, Dodo sẽ giới thiệu về cách sử dụng tính năng Speaking. Bạn chỉ cần lắng nghe và làm theo hướng dẫn của Dodo nha. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Bạn có thể bắt đầu sử dụng tính năng Speaking sau khi đã đọc xong sách. Hãy đọc đến trang cuối cùng của một quyển sách như thế này. Oh wow, trang đánh giá nội dung đã hiện ra. Bạn chỉ cần nhấn vào nút có chữ Speaking thì có thể bắt đầu luyện nói ngay được rồi nha. Trước tiên, bạn hãy lắng nghe giọng chuẩn của người bản xứ một lần nha. Bear lived in a cave. Sau đó, bạn hãy nhấn vào nút ghi âm ở chỗ này và thử tập nói theo sao cho giống nhất có thể nha. Bear lived in a cave. Sau khi ghi âm xong, hệ thống AI nhận dạng âm thanh sẽ so sánh với giọng chuẩn của người bản xứ và cho bạn một kết quả. Nếu kết quả là try again, hãy làm lại, thì bạn cũng đừng buồn nha. Vì bạn vẫn còn hai cơ hội nữa đó. Đây là nút nghe. Bạn nhấn vào đây để có thể nghe lại giọng chuẩn của người bản xứ. Bear lived in a cave. Nếu nghe xong rồi, bạn hãy nhấn vào nút ghi âm và nói theo thử xem nào. Bear lived in a cave. Oh, được rồi này. Chỉ cần đọc sách xong một lần thôi, bạn có thể thực hành speaking bất kỳ lúc nào. Tính năng speaking hiện chỉ mới áp dụng cho level Re-K, Dodo, ABC và level K thôi. Còn level 1 thì sẽ được cập nhật trong thời gian tới nha. Bạn thấy sao? Phần luyện nói speaking, Dodo hướng dẫn có dễ hiểu không nào? Từ nay, bạn có thể học reading, speaking cho tới listening và writing trên ứng dụng hoặc website rồi. Chương trình học tiếng Anh All in One Reading Gate